đậu nành Farmy, thêm đạm thực vật, thêm cân bằng cuộc sống. Một ngày quay MV Vũ Hồn. Đó, mẹ nhỏ tóc sâu nha. Hai chị em nè. Mất rồi. Mấy cớp cái đầu. Mày nghe mà quýnh mày. Anh nhổ được hết nè, xong rồi đó. Mấy cái tổng cộng mà nó lòi ra tao đã triệt hết rồi đó Jun. Ủa rắc co luôn hả? Để gắn cho lại. Ui, có thêm một cái xoáy nữa đó. Nó nhổ cho tới một cái xoáy nữa. Nha, có hai xoáy, có thêm một xoáy là ba xoáy. Đáng thử tự nhiên. Cái mặt phấn không, cái đầu chọc lóc. Cái mặt phấn không, cái đầu chọc lóc. Mày để tao làm hết công việc của tao đi. Tao làm rất hăng sai. Mẹ đã ngứa không? Trời ơi, tao nhổ xong tao gãy chỗ chân tóc nữa. Ngứa này tao đâu có ngứa đâu. Ủa giờ không ngứa chứ lẽ giờ sao mày im lặng vậy? Nó im lặng rồi nó buồn ngủ. Rồi đứa nó mệt phê. Rồi, đó nó đẹp rồi đó. Nó mất mưng chẩm. Ê, nó ba sáng thiệt mày ơi. Đẹp rồi. Bài này nghiêm túc á. Bài này nghiêm túc. Con nhỏ này con gọi là bad girl. Bad girl. Còn thằng kia thấy vậy biết vừa theo màu đang mặc rộng màu không mình nó không chịu bằng khẩu ngữ nha đâu sao á em xinh như là bông hồng luôn luôn trong vòng quay cửa xăng đó nâng ly 100% nè em đang vui nhớ thương vì anh mà đâu còn theo tên anh bỏ tên thân quen kia bao nhiêu cuộc đời mong mê anh chưa từng quên tên em chỉ là quá lâu nhưng mà anh chưa quay về em xinh như là bông hồng luôn luôn trong vòng quay cửa xăng đó ngừng ly 100% nè em đang vui nhớ thương vì anh mà nhiều lần muốn nói ra bao hờn ghen trong lòng anh như gió đông về nhà có thấy không à quay tốt hơn là người già vờ đang hạnh phúc mà hôm nay không thấy vô vẻ tình tứ điện ảnh lên nè điện ảnh lên điện ảnh lên ơi ơi mọi người thấy sao về 4 ngày qua? Hiện tại chúng tôi đang kết mặt trên chuyến xe sau tổng cộng là 4 ngày quay trải dài từ Đà Lạt xuống Phan Rang Cà Ná. Và hiện tại lớp trẻ đây, đây Kinh Đô 20 năm. Đây vào vai mọi người. Thôi nhanh vậy. Hồng Dung đúng không? Em là Hồng Dung đúng không? Rồi chứ em không nhớ đâu. Đây là Ân nha mọi người, chúng ta là Black Ca nha. Đúng rồi, đây là Ân. Ân và Black Ca là hai cá tính khác nhau trong người của bạn rapper trẻ của chúng tôi. Black Ca là một bạn ngầu và rất là cá tính. Cá tính thì bạn này cũng có cá tính khác. Hòa nhã vui vẻ hơn. Hòa nhã vui vẻ. Nhiều miếng cute hơn. Dĩ nhiên hài mới. Và đây là nghệ sĩ trẻ măng của chúng tôi, em út trong nhà. Nghệ sĩ bé Mira Trang.
Em ơi, cảm giác em như thế nào sau khi quay một cái show thực tế mà 4 ngày liên tục như vậy? Em cảm thấy nóng và đen. Em không đen, em bị trắng lắm. Em vẫn trắng lắm hả? Vẫn trắng lắm. Em biết cái chăm sóc da của em là gì đâu? Biết cái chăm sóc da của em là mỗi tới mỗi buổi sáng bôi kem chống nắng toàn thân và buổi tối về đắp serum và còn chế độ dinh dưỡng thì sao? Chế độ dinh dưỡng của em thì mỗi ngày đều là một hộp sữa Vio, 5 loại đậu thanh đạm thực vật và ăn thêm những món rau củ healthy. Wow. Vỗ tay. Mọi người thấy ở đây có gì không nè? Trời ơi, có điện xe gió kìa. Wow. Anh hai. Trời ơi, bé Út nhà anh. U là la. Lần đầu tiên cho xanh mẹ đẻ mới thấy cái quạt này. Trời ơi, ngạc nhiên quá đi mất. Tôi xỉu đây. Mọi người ngạc nhiên thiệt à? Ủa, không hề diễn luôn. Ý của bạn là chúng tôi giả tạo hả? À. Ý của bạn là tôi diễn không? Bạn tên gì? Bạn tên gì? Ở đâu? Làm việc ở đâu? Địa chỉ nào? Tôi sẽ gọi cho Đức Việt VAC như đồng tên promotion. Tôi kỷ luật bạn ngày hôm nay khi mà đã nói ra những cái lời không hay về đàn cát. Đúng vậy, các bạn kết. Nói chuyện vậy với đàn cát không thể chấp nhận. Chúng tôi bị tổn thương. Chúng tôi đang tổn thương rất sâu sắc. Chúng tôi vừa mới quay về một cái trời nắng 100 độ C. Đều là cảm xúc thật. 100 độ F. 100 độ F như thế này. Nóng lắm. Hơi trả giá. Chúng tôi diễn quá nhập tâm, suốt mồ hôi chảy hết nền mà mọi người nói là tôi diễn là sao. Chúng tôi đang có một cái nét rất là điện ảnh, rất là thật chân. Anh Nguyên phải xác nhận. Đúng vậy. Cái cảnh mà anh Nguyên nắm tay em rất là thật chân luôn. Trời ơi, cảnh đó cả đoàn quay á, tất cả ekip rơi nước mắt. Rơi mồ hôi, mới xúc động quá. Trời ơi, làm sao có được một cốt truyện gọi là sờ tiết như vậy được? Làm sao mà có một người ta đi quay MV là MV có 3 máy thôi nè, MV bự máy. Thì sự là anh em đi quay nãy giờ là bằng cả trái tim của mình, không hề diễn một chút nào hết nha. Mọi người đều dùng hoàn toàn bằng cái hồn của mình để thể hiện. Cái hồn là xuất hồn đấy. Xuất hồn nó diễn ở trong cái trời nắng, mọi người xuất hết tất cả hồn ra. Tất cả hồn. Mình làm mèo bảy mạng bảy kiếp đi. Hết tất cả hồn. Wow, đồng muối lạ bấy. Đồng muối này là ở Sài Gòn làm gì có. Đẹp quá không? Như tuyết á. Trời ơi, hay là mình hát bài tuyết miền nhiệt đới đi. 2, 3. Không muốn ai khác. Hả? Thôi bỏ đi, dẹp đi. Còn hôm qua tôi đã nhận cái chú chủ thôn là chú của tôi. Hả? Hả? Sao mày hôm bữa tôi đi đến đâu thì nhận đến đó. Tôi đi đến đâu thì nhận đến đó. Ba mọi thì ba là ba. Vi ra Trần và Trung Quân ăn 2 tô chè. Anh Quy 1 tô chè. Chưa kịp ăn tô chè. Và chè chuối nhưng không bỏ chuối. Ăn nước cốt thôi. Ăn nước cốt thôi đi. Để có lấy hương lấy hoa thôi. Thèm quá. À tại vì sợ làm show ăn chè chuối rồi. Ăn chè chuối không bỏ nước nha. Ăn hủ tiếu mà được bỏ hủ tiếu. Thì có ăn nước lèo không đó. Ăn nước lèo không đó. Chúng tôi đang kiểu là xây dựng hình ảnh là sang, ngầu, lạ mắt, lãnh đạm. Nhưng mà mọi người bắt chúng tôi phải diễn hài, diễn hề. Tôi không hề hề nha. Sắp tới chúng tôi vào những bộ phim điện ảnh mà bắt chúng tôi có phải ngạc nhiên như những cái đồng búa mà chúng tôi thấy được 7, 7, 4, 9 lần. Rồi cái làng Diêm, ở lòng cái làng Thương Diêm, chúng tôi đã đi 4 lần. Reaction nát làng. Mà biên tập dựng hỏi một câu vô tri là hay cái làng đó chưa? Thật sự là biên tập có làm việc hay không? Là biên tập lãnh lương chưa? Đó thấy chưa? Kể camera của bút xúc, ngã nghiêng. Đồng ý gật camera xúc nào quá trời, thấy chưa? Nó gật luôn kìa. Sữa chua uống với vô, năng lượng xanh lành, chọn hành trình Yuka. Vế nhổ, bật mí hậu trường chiếc hôn giữa Jun và Black Ca. Và đây có một cái nét quay quay phần của cô là từ chiều đến tối. Đấy, cái buổi
hiểu mẹ. Tại vì vậy nó sẽ lưỡi đau như cái. Cái xe là chưa đi đâu rồi, tại vì còn chúng là chưa Có ai tò mò phía sau cảnh này là gì không?